Vâng, game thủ kích rất đi, chúng ta đang nhìn thấy một cái gì đây? Vâng, và như vậy là đã có một pha tự thiêu của đối phương. Vâng, anh rất bình tĩnh và anh lôi ra một chai rượu lửa. Anh tự thiêu luôn mà chưa cần anh kích ZI phải xử lý. Vẫn tiếp tục là kích ZI. Anh xử lý một anh chàng ở trong rùm rồi. Rất hay, rất tốt. Và bây giờ anh sẽ quyết định vào nhà để anh hùng núp. Vâng, đúng căn nhà này vừa may là có một góc ở trong bò. Rất may mắn. Vâng, kích ZI đang nấp nhà nửa bo này, nửa trong bo, nửa ngoài bo, một căn nhà bên đây. Vâng, anh quyết định mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng kích ZI hát và cùng chơi múa vòng. Anh lại đóng cửa lại và anh quyết định ném lựu đạn khói ra ngoài. Vâng, và như vậy lại tiếp tục là một pha tự ném mình. Và như vậy là vâng, ngay lập tức đã có người mở cửa và kích ZI qua đời. Vâng vâng, tôi rất nể game thủ này. Sau khi đối phương đã tự giết mình thì bây giờ đến chính anh. Vâng, vẫn là kích ZI. Anh quan sát thấy một người đang nằm bò từ xa theo tư thế doggy nhưng mà của người nằm dưới. Vâng, anh quyết định làm gì đây? Anh trên tay anh đang có một quả bom đầu gà. Anh ngắm không cần nhìn. Vâng, chúng ta cùng chờ xem. Một cú ném chính xác. Vâng, xuất sắc. Quá thần trầu của kích ZI. Tiếp tục là một màn vâng, và như vậy là đã có một pha ném bom không hiểu tại sao. Căn phòng của kích ZI và thậm chí là bên ngoài đều cháy. Và anh đã ra đi không một lời từ biệt. Vâng, đây là một trận cầu tương đối gay cấn. Một cú ném bom đầu tiên. Vâng, bom đã hụt. Pha ném bom thứ hai thì bom lại rơi ngay sát anh. Vâng, lại có vẻ như anh cảm thấy là chỉ bắn không thì quá nhàm chán và anh quyết định là ném bom, tự ném bom và tự né để khiến cho game khó hơn, hấp dẫn hơn. Còn vẫn anh hùng núp những pha tỉa tưng bừng và đã có một quả ném bom. Vâng, vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục chưa chết. Một quả solo. Vâng, và như vậy là đã tạch rồi. Cứ tưởng là nó có thể xử lý xong cái thằng kia rồi mà không ngờ lại tạch. Rất cay. Tiếp tục là game thủ của chúng ta. Vâng. Vâng, đối phương đang làm cái gì vậy? Anh đang múa may quay cuồng. Vâng, tưởng chừng quả này chắc chắn chết. Không hiểu sao anh lại ra đi. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi xem sao. Vâng, đối phương như vừa kịp ném một quả bom. Vâng, và anh đã tạch bởi quả bom đấy. Tiếp tục tình huống tiếp theo. Game thủ của chúng ta đang nấp trong nhà và đồng đội của anh. Ui. Vâng, họ đã nhận ra nhau rồi. Và cả hai, vâng, anh quyết định cầm dao đâm chết thằng này. Không cần phải sử dụng đến bom. Anh không cần phải sử dụng đến súng. Vâng, chiếc ô tô của chúng ta đây. Có cái gì đang xảy ra? Ui, và như vậy tôi đã thấy một quả bom gà. Vâng, một pha thả bom cực kỳ kinh điển. Vâng, êm đềm âm thầm. Không hiểu tại sao chết luôn. Vâng, một cú thả bom thân sở. Rất con mẹ nó sắc luôn. Vâng, và vậy là chúng ta cùng đến một anh chàng đến từ Nga. Vâng, một pha bắn tỉa vào tầng 2 của một khu nhà. Và anh quyết định anh hùng núp sau một chiếc ô tô mới tinh. Anh bắn mãi vẫn chưa thể giết được đối phương. Và như vậy là anh phát hiện ra một quả bom. Anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì tiếp theo đây? Ngắm nghĩa thôi. Tại sao lại phải bắn khi mà chúng ta có thể cho một quả bom? Chỉ cần chính xác thôi, mặc dù khoảng cách hơi xa. Ôi vãi lịm. Anh đã ném bom vào đúng khe cửa chính xác. Vâng, xuất sắc. Anh nhìn thấy bom, ném vào khe cửa. Kill luôn.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, quá xuất thần. Mà hãy subscribe kênh ROS TV để đón xem những clip tiếp theo của chúng tôi nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn.